sĩ Lâm Phương ở đây là những hình ảnh và những cuộc đời của ông. Và đây có cái bàn để mà chia buồn. Đây là của các gia đình của ca sĩ Hà Phương. Đây là của cô Thúy Uyển ha. Hình của nhạc sĩ Lâm Phương. Đây là của Nguyễn Vũ Hùng. Trong kính điện đây anh chị hội ở Australia. Đây hình của chú Lâm Phương khi còn trẻ, ca sĩ Nhật Hà. Nhóm MC không đọc được chữ đó, hình của chú ha. Đây là chùa Huệ Quang. Dòng sông ra khơi như gió buồn theo mây trôi, xác thân chỉ là tạm thôi, muôn kiếp đất lành nghỉ ngơi. Còn gặp nhau hôm nay mới hay thêm được một ngày, hoa lá xanh chỉ một thời, mai úa hoa tàn một đời. Một đời người đâu có bao lâu, từ khi mang tiếng khóc ban đầu là đời chìm trong kiếp bể dâu. Người sao không thương người, đến khi chia tay lìa đời ta mang theo được gì đâu. Đường trần bao gian lao, mưa gió gọi thêm cơn đau, bước chân xa vùng tuổi thơ, cay đắng quên dần mộng mơ. Một hồi chuông lên khơi tiễn đưa linh hồn một người, tiếng khóc trẻ thơ chào đời, nỗi tiếc khổ đau loài.
có nhạc sĩ Lê Quang, Thăng Thơ, có ca sĩ Chi Di Phương Trinh, Đức Tiến đến thắp nhang và tiễn đưa bác Lâm Phương, một người nhạc sĩ rất là tài hoa của chúng ta. Chào tạm biệt bác Gigi. Nói luôn. Con thật sự ra không biết nói gì vậy. Con thật sự thương tiếc và cái sự ra đi của chú. Mong chú được an nghỉ nơi chính suối. Anh Quang nói về câu tạm biệt bác. Anh Phương ơi, đúng ra thì muộn rồi, đúng ra tụi em cùng với Kiên Giang đã định làm cái đêm nhạc của anh trong năm nay. Đầu năm có mấy anh em qua để phỏng vấn anh để làm cái đêm nhạc của anh ở Kiên Giang, quê hương của anh, coi như là theo ý nguyện anh, nhưng mà anh không kịp. Hôm nay em đến đây thay mặt anh em làm cái chương trình của anh, còn mong anh yên nghỉ và theo ý nguyện anh sẽ về, sẽ được nằm kế mẹ anh ở quê nhà. Cảm ơn anh Lê Quang. Chỉ có đôi lời với nhạc sĩ Lâm Phương để tập đi.
niên của mình, cặp vợ chồng nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân. Quen á là phải ráng tập, tại vì một cái vật lạ nó vô cơ thể mình không phải là một ngày một bữa nó quen, mà anh là có một cái người quen, cái anh quen đó là anh bị hai chân luôn. Vết thương gia quyến của nhạc sĩ Nam Phương và Nam Phương tất cả những... Kính thưa toàn thể quý vị, trước tiên là cho vợ chồng Trung Nghĩa và Lâm Nhi đúng gửi lời chia buồn thật sâu sắc đến anh Nam Phương. Đối với Trung Nghĩa, đối với anh Nam Phương thì anh em chúng tôi, thứ nhất đó là tôi là người quê Rạch Giá, và được biết anh Phương của Rạch Giá thì trong những năm trước đây, mấy năm liền thì anh em chúng tôi có những cái chuyến lưu diễn đi Âu Châu rất nhiều, và tôi luôn luôn là người sát cánh với anh Nam Phương, người với lại mình đẩy để mà đưa anh Phương đi, thì tôi may mắn được nghe những cái chuyện về mỗi chuyện về âm nhạc huyền thoại của anh, và tôi rất thương anh Nam Phương. Thì riêng cái cá nhân, dù tình đồng hương và dù là một người tôi rất quý trọng về tư cách cũng như là cái tài nghệ, và đối với tôi là một trong những nghệ sĩ sáng tác vĩ đại nhất trong cái làng nhạc Việt Nam, thì tiếc là cái thời gian mà anh Phương mới sau này thì cái tình hình nó không có thể nào đến thăm được, thì bà xã tôi cũng nói hoài là chưa kể chuyện nuôi và hôm nay rất là buồn, mà cái tâm vợ chồng tôi rất là buồn. Chị nha, nhưng mà em cái mong muốn của em là thấy lại cái nụ cười của chị, cái nụ cười mà rực rỡ coi như là trước đây em luôn thấy trên Facebook ấy. Bây giờ những cái hình ảnh nó bị được thay thế bởi những cái hình ảnh mà chị buồn. Chị là bữa thấy chị lên nhà thờ đọc cái gì á, trời ơi đẹp quá trời luôn, tươi lắm. Thì chủ nhật nào cũng đi. Dạ thì đó, chủ nhật chị ở trên đi lễ là chị lên trên cái bục á, chị ngồi đứng chị hát. Ồ vậy hả? Hát lễ, trời ơi. Hát lễ á. Tươi lắm, mới tức thì cũng không hẹn ngay chị. Có hẹn về không? Chị lên sân luôn. Lấy lúc mà chưa mới đám tang á thì thấy lúc mà ngực mình vậy thì thấy nguyên cái mặt ảnh lợi gần, mà cái mặt ảnh buồn lắm. Lấy một lần một đó thôi. Ồ vậy giờ ảnh lên thiên đàng rồi. Trước khi làm lễ đám tang. Dạ đúng rồi, trước khi làm lễ đám tang. Ngực mình vậy là thì sát rồi. Bây giờ ảnh lên thiên đàng là chị ơi, bữa đám tang ảnh đó cũng là rất là có, mình dùng từ là rất là có phước đúng không vậy, cũng được rất là nhiều người yêu mến từ Việt Nam đến Việt Nam. Em cũng cố gắng làm lại cái clip để ảnh đầy đặn, chị có thấy đúng không, đầy đủ trong cái nhỏ để em làm xem đúng không. Dạ thương ảnh Việt Nam. Dạ cách đây mấy ngày anh Chí Thái anh có gọi điện thoại nói với em, anh nói tao thấy anh Chí Tài tao đi kiểu đó cho nên bây giờ tao phải gọi cho nói chuyện với mày thường xuyên. Lỗi lỗi à, cái lỗi tao không có coi như là người ta đi rồi, tao bây giờ là tao quyết là tao connect lại những người mà bạn bè thân hồi xưa đó, cho nên đuổi nó để tao có đi thì tao không hối hận, và nói chuyện rất là nhiều về kể lại những kỷ niệm xưa là lúc tụi mình còn hát ở background chứ không, rất là vui. Và anh có hẹn với em là khi mà anh xuống đây thì em với anh sẽ đi thăm cái nơi mà anh Tài đang yên nghỉ. Chỗ đó đẹp lắm. Đẹp lắm hả chị? Chỗ đó đẹp mà nó mát. Đẹp. Chị rằng em còn là tin buồn. Chị có biết không, hồi năm khoảng thời gian này mà năm ngoái hay những năm trước là tiệc tùng liên tục đám cưới, tiệc tân niên rồi tiệc tất niên rồi tiệc Noel. Năm nay chị biết không, em đi toàn là đi đám tang không à, hết cái này đến cái kia, đám tang nào coi như là
cũng có mặt em hết trơn. Facebook tụi mình là tràn ngập toàn là hình đám tang chỉ buồn không à. Thiệt không có tin vui, không có show gì hết á. Hai khi em khỏe không em hai loại. Hai khi chị Jersey lúc đó thì là coi như là manager của Hoàng Kiều thì có xuống gặp chú và chú lấy rất là vui khi Hoàng Kiều hát bài phút cuối với một cái cách hát mới thì chú tỏ ra cái thai rất là hài lòng và cái hình ảnh của chú ngày hôm đó Jersey cứ nhớ mãi. Và ngày hôm nay có mặt ở đây để đến thăm chú và thật sự là thương xót sự ra đi của chú. Jersey chỉ muốn chia buồn cùng với gia đình của chú và mong chú ra đi thanh thản và yên nghỉ nơi chín suối. Đây là cô Thiếu Uyển và hai con biết đến là bà bầu Thiếu Uyển của đoàn kịch nghệ Dân Nam Thiếu Uyển. Hôm nay cô đến để tạm biệt với nhạc sĩ Lâm Phương với rất là nhiều những kỷ niệm của cô Thiếu Uyển với nhạc sĩ Lâm Phương, thì cô có gì để chào tạm biệt chú và chia sẻ với chú ạ? Thật ra nhiều kỷ niệm thì cũng nhiều lắm con, nhưng mà cái kỷ niệm mà quen nhau mấy chục năm rồi thì kỷ niệm nhiều nhất là khi mà chú Lâm Phương qua bên Pháp, thì lúc đó thì khi bên Mỹ qua thăm chơi thì lúc đó cô với cô chú tiến sĩ hai chồng cô thì là cái người mà đầu tiên đưa chú Lâm Phương đi khắp Paris đi trước kia ở tầng nhà cô cũng là không tháng ba ngày đó, rồi mới là trong lúc mà gần nhau mà kỷ niệm ngày xưa cho tới lúc qua Mỹ làm sao rồi qua Pháp làm sao, thì cái đó là nó mình gần gũi dễ hơn. Còn coi Việt Nam mình gặp nhau chứ không có cái giờ mà mình để sống chung mà cả tháng gì đó con, thành ra khi qua Tây thì chú Lâm Phương qua bệnh thì cái sự sinh hoạt của chú là cũng sau khi mà chú cũng nhiều cái sáng tác những bản nhạc trình tại nhà của cô á, những cái bản nhạc cũng hay, với những cái nếu nói kỷ niệm thì nhiều lắm, thì thôi ở đây cô chỉ nói tóm tắt lại là cái sự sinh hoạt của bạn thể tan hết con, thành ra cái sự ra đi của chú Lâm Phương như
suốt đêm nhắc những kỷ niệm nhiều lắm. Thôi mong cái là cái sự nhận ra đi thanh thản. Nhưng mà cô cũng thiết có cái này nè cô. Chú Long Phương là một cái người thì tài ba lắm thầy. Hồi lúc mà cô 11, 12 tuổi cô đã hát những cái bản như Khúc Ca Ngày Mùa, múa cái bản Trăng Thanh Bình nữa con. Nghĩa là phải nói là sự mà ra đi của Long Phương cũng là mất mát về trong cái gì, trong cái nhạc của mình, sáng tác của mình. Cái đó là rất buồn lắm, cũng rất buồn nhưng mà cũng nhớ tới khi mà ai cũng nói tới Long Phương, ai cũng thương. Thành ra cô cũng thấy cái điều đó. Thành ra thôi bây giờ chú Long Phương đi về lại thôi. Mình cũng sự cũng thọ quá rồi con. Để con. Ok. Dạ thôi về. Thưa quý vị, Đức Tiến có cơ hội được làm việc với ca sĩ Hoàng Hiệp và cũng như được xem tất cả những cái tác phẩm mà anh đã làm lại, có tên là The Gift đúng không em? Những cái món quà mà làm cho Huyền Thoại âm nhạc nhạc sĩ Long Phương, và có lẽ là Hoàng Hiệp là một trong những ca sĩ, nghệ sĩ hiếm hoi rất là thân thiết với nhạc sĩ Long Phương ở tại hải ngoại này, và cũng như đã có rất nhiều các chương trình đã làm để cùng với ông trong suốt thời gian vừa qua. Và bản thân Đức Tiến cũng có cơ hội chuẩn bị định làm cùng với Hoàng Hiệp cái hôm 24 tháng 3 nhưng mà cuối cùng dịch bệnh đến không có làm được. Là một người thân thiết với nhạc sĩ Long Phương mà hôm nay chúng ta biết là Long Phương không còn. Hoàng Hiệp đã làm bao lâu rồi các bạn? Thưa anh Đức Tiến, tại vì chúng ta đã đều biết là sẽ có ngày này rồi. Bác ra đi rất là nhẹ nhàng và không phải đau đớn, không phải chịu khổ cực nữa. Ngày hôm nay thì tất cả anh chị em nghệ sĩ có mặt ở đây để tiễn biệt bác và chào tạm biệt bác lần cuối cùng. Lam Phương mất đi nhưng mà tất cả những bài hát và dòng nhạc của Lam Phương sẽ không bao giờ mất đi, không bao giờ mất đi. Đặc biệt chúng con sẽ luôn luôn nhớ về bác như một người thân trong gia đình. Trong rất là nhiều bài hát mà Đức Tiến không phải là ca sĩ, Đức Tiến chỉ nghe và cảm thấy thấm lắm, thấm từng ca từ và trong từng bài hát, và có lẽ Hiệp là người hiểu rõ hơn trong những từng ca hát đó. Và có nhiều lần Tiến gặp một số bài là nói là có một số các nghệ sĩ trẻ hát không bằng những nghệ sĩ khác, nhưng mà bác Lam Phương thì rất là nhẹ nhàng, nói là những sao những người đó hát bằng tất cả tình cảm yêu thương này, bác đều rất là open và bác đón nhận tất cả điều đó. Là người gắn bó với bác Lam Phương trong rất là nhiều năm và hát các nhiều bài của bác, thì đối với Hiệp thì cái điều gì mà Hiệp cảm thấy là không thể quên được trong những cái ca từ và cũng như trong cái tính chất của bác? Có một điều đặc biệt mà Hoàng Hiệp luôn luôn nhớ và cảm nhận được một điều là bác Lam Phương, âm nhạc của bác Lam Phương là âm nhạc của tất cả mọi người, âm nhạc dành cho tất cả mọi giới, âm nhạc dành cho ai cũng có thể hát được. Âm nhạc của Lam Phương đã nói lên tiếng lòng cũng như nói lên nỗi lòng của tất cả chúng ta, cho nên là có một điều mà Hoàng Hiệp muốn nói về con người của bác Lam Phương. Bác Lam Phương luôn luôn nở nụ cười hiền hậu. Có lẽ bác đã trải qua quá nhiều những mất mát, những đau khổ trong cuộc sống, cho nên là bác thông cảm được với tất cả những nỗi niềm, và bác thông cảm được với cả ngay cả những cái nghệ sĩ trẻ, những ca sĩ trẻ. Bác luôn luôn cho tạo cơ hội cho tất cả các ca sĩ trẻ, những nghệ sĩ trẻ, những người nào muốn hát nhạc Lam Phương là bác Lam Phương đều nở một nụ cười và gật đầu. Đó là một cái điểm rất là quý giá của một nghệ sĩ lớn Hoàng Hiệp, cũng như với tất cả các anh chị em nghệ sĩ có thể coi bác như là một huyền thoại của nền tân nhạc Việt Nam. Xin tạm biệt bác Lam Phương yêu quý. Hôm nay đã tiến đến để chào tạm biệt bác nha. Bác cho bác một nén nhang. Bác là một người lớn của trong lòng Đức Tiến và của rất nhiều khán giả yêu mến bác tại hải ngoại và tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Con đến đây để thắp nén nhang chào tạm biệt bác. Cầu mong cho bác sớm được về với cõi nước bạn vẫn còn. Nơi đó sẽ là một nơi đất bác không còn những cái khó khăn, những cái buồn vui nữa, mà chỉ tìm thấy được sự bình an trong lòng đất Phật. Và người Việt Nam và những người yêu mến nhạc bác sẽ luôn luôn nhớ tất cả những tác phẩm của bác, những tác phẩm mà đó là tác phẩm đại chúng. Tất cả mọi người đều sẽ nhớ từng ca từ những bài hát
mà bác đã viết ra. À, con xin là chào làm việc bác. Ok, bị nắng cái đầu thành ra nó không sẽ ra không đẹp, kệ nó. Nó bớt chị liên tục luôn, coi như là cũng như là chị đi hát ở đâu hay chị làm gì ở đâu đều có hết hai cái gì. Theo group của chị. Theo của chị luôn, nó coi như là tất cả cái gì chị làm. Bé nào mà ngày nào cũng gửi cua như vậy nó đó. Cua ăn thì lúc sau này thì có thêm kỷ niệm rất nhiều,
với chú Lâm Phương ở đoàn văn nghệ Hoa Tình Thương. Và sau đó thì lại có thêm nhiều kỷ niệm lúc mà còn ở bên Paris. Lúc sang Pháp thì Hương Lan đã được ông Lâm Phương tập dần mỗi ngày và đã bắt Hương Lan gọi là anh, chứ không còn kêu bằng chú nữa. Và từ đó Hương Lan gọi là anh Lâm Phương. Và giữa Hương Lan và anh Lâm Phương có rất nhiều kỷ niệm từ lúc ở bên Pháp. Có rất nhiều bài hát được anh tập dượt, và Hương Lan cũng là một trong những ca sĩ được biết nhạc của Lâm Phương gọi là nhiều nhất. Tại vì bài nào cũng tập hết á, anh viết cho ai cứ anh ngẫu hứng lên anh viết xong là Hương Lan tới tập, cứ tập vậy thôi để làm mẫu, hát mẫu cho anh nghe. Và hôm nay em xin được hát một bài để tặng anh lần cuối cùng. Và bài hát này cũng là một bài hát mà anh nói là anh đã viết cho em từ lúc năm 70. Năm 70 anh đã viết bài hát này và đã viết cho cái chuyện của Hương Lan và một người bạn. Đó là một cái ngày chia tay nhau. Và cái đêm chia tay có tổ chức văn nghệ thì anh là cái người đàn trong ban nhạc. Ngoài trời